mong nay mai bni pi bang mit wah yang lebun sang khap yang hang klaim dah luar we rak nay dah botum klum rak nay lek bing zuan nay lek nyurung rang pemak ko talai lat la leh dong hang klai kwai ya nanti ko mai mau mak mong ani catik ngau mong thông tin nyu yau we wah hang klai yit le nay mai mak bret a bun sang sem lang ko talai nyu hang trung quốc leh tung nyu hang ah nyu le lek nyu hang trung quốc chính yong tei nanti tok mong hrai nay mun ni prap hiem pa dabu ko talai lat la kluk na yon nay tabun bi ba nên lo mày càng nhiệt lệ đóng cái nhấp thứ với cái nào buồn sang tao xem rằng cơ bộ yuan là như rung lấy hiếm bay cái nhiều hàng lần chặt Trung Quốc yuan tới đạt mày cái nhấp mà cái mày bố bộ màu rúp lấy màu video Sydney luôn nuôi nào buồn sang đề gá lấy tầng luật cái đầu bull yuan cái nhiều lệ cái mày mà xuyên tạc bẹp mà sự thật nhiều bịa đặt xong tao lại này á mày màu rúp lấy được video hàng cái nhiều phần ánh đăng tại nhập bố hàng cái lệ cái này so cắt lấy quay à nhưng bắt các nạn buồn sáng doan nế hàng nạn buồn sáng Trung Quốc lê tướng nạn buồn sáng doan hàng các nước này nhập bổ hiếm bảy một nhịp nạp nó niết lấy quay à nó là tay đặc mực với dụng bảo này ô suy lại xăm dua cất trúc thôn tua bảo tôn bạ này tạo buộc bự rồi nhiều căng thẳng của mãi ta lại lơ hip làm việc ta lại quay à lưu bẹ như chụp lại ngã Trung Quốc càng ngã ta nhiều từ đây nhập bức tường nâm được vào nên mày phải xem lăng lại phép này hàng lại yuan nhập này rồi. Việt Nam nói việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam và kêu gọi nước này không làm phức tạp tình hình. Trước đó, Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 9 trên 4 khu vực biển bao gồm Biển Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Lệnh cấm áp dụng trên khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, bao trùm khu vực từ vĩ tuyến 12 đến phía bắc đảo Đài Loan, trong đó có quần đảo Hoàng Sa nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng Trung Quốc kiểm soát. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại buổi họp báo ngày 25 tháng 4 nói: Dòm xe đơn lần, ta bộ khả năng này hàng lệ bởi lần là hàng này là dập quả, dập đi, bộ màu lệ đập nàng ổ. Nhất như hàng này là tao ví dụ ở Trung Quốc là dùa hàng nọc này dùa ví dụ dùa bảo này ổ, xuôi lại. Xăm trúc rồi nè, mừng niệm nạp, hiếm bạn đã bộ. Cá bố lễ ú, nhu hàng Trung Quốc. Nhu bố hàng nạ buồn sẵn nhập bố, lê vật hàng đi gà đã hạ bố. Hàng này kê thù xe lùi. Nó lên như càng bản, tứ đã nhập bắn Mỹ, hiếm bạn, nhập mất đáng còn nước. Với đã nhập bắn của Trung Quốc, ra này Trung Quốc chẳng luôn bằng như này. Bằng Trung Quốc lại mất nước còn đáng. Với như càng thù dọa này, nên hàng này bình thông tin báo chí hàng lại thảo luận và bình luận cơ lại cuộc sống nhiều là đáng cộng sản Việt Nam nên lại tiếp với nhau tạo buộc hàng này lấy lệch lạc dần về phức tạp vậy lần là chữ chằn chọc tàu lên trong nội bộ của nhập phú hàng lại liên khan hàng này lại chạy chạy lập được vậy nhưng mấy đâu buộc nó nứt lại này lại cứ như rùng nhú lú tuy như ngạ ta tuy như bạn các ta mệt vả tuy nhâm như ta như ngạ sầm lại nôn lại răng nhẹ cái rồi nhưng mồm này chặt chẽ này nó đất lại này là buồn sang ta lại đặt xem răng ấy cái lại pro lấy đằng lại pin lại rung tới nhiều hà này lại nhiều càng bằng cả mì giúp trả lại bộ này mì hà này lại bây giờ tôi hàng nục lậu mì hà này lại nhiều răng trả bởi họ sốc lại phiền trả nó nhiều vậy bởi đồng minh cái nhiều đưa đặt một lại càng nhẹ tôi hàng Việt Nam hà này em bạn đưa đặt Trung Quốc là cái nhiều mi ủng hộ mà mi mà ủng hộ chứ do các mi ủng hộ do đảng Việt Nam lại bị dự đồng minh của Mỹ ủng nên hôm nay Việt Nam như được kéo dài thời gian tạm như càng một cơ hội nhớ nhập hàng Mỹ tốt ơi nhiều xong mi hoàn rồi nó mi bộ có lấy cực lợi nhiều nhẹ mi thâu lấy cả rẻ nhiều prai cầm nách cực bộ buồn cùng lấy tương lại xuân ngăn cả cái mà nhớ nào cha ra nhớ kỹ từng tổ quốc ra kỹ bẩn cứng xăm mà nó mỏng mà nhưng nghe tôi muốn nghe tôi rồi nó nói về mày bre mực phép cái ta lấy bộ người giao Việt Nam Phạm Thu Hằng lại dịch lên này ấy Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quyền chủ quyền quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam không làm phức tạp thêm tình hình đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định trật tự ở khu vực Biển Đông. Trung Quốc hàng năm đều đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá trên một số khu vực ở Biển Đông, nơi nhiều nước có tuyên bố chủ quyền chồng lẫn nhau.
Lệnh cấm này được Trung Quốc áp dụng cho tất cả các tàu thuyền của ngư dân các nước, kèm theo tuyên bố sẽ xử phạt, tịch thu tàu thuyền, thiết bị và cá của những trường hợp vi phạm. Đây được xem là một trong những cách Bắc Kinh thực hiện nhiều năm qua. Dòm xét nó nhé, ta bố hòa bình các lúc này dọn, lũ nó buồn sang thiệt hại với mẹ. Coi ta lại tàu, nó mạ cản, tập năng nhiều lễ bộ như là bộ khiến lễ ô tàu Trung Quốc đầm, tàu ngư Việt Nam. Nhưng bạn như là tàu lạc. Dù kết như là bộ khiến lễ tàu Trung Quốc lại. Dù đã nhu Trung Quốc lại nhầm mình đã hàng như xa đuối. Xa tua lại, đảo Hoàng Sa Trường Sa lại với dự đảo thì nhũ. Nói vậy, đảo như sĩ lại. Dù nó như càng mạng lại đối với đảng Cộng sản Việt Nam như càng mạng lại đảo Hoàng Sa Trường Sa như bộ tử. Lấy tùy mạng lại đảo này, chính đảng Cộng Hòa. Như ông người Việt Kiều này, bình nó như từ dưa đã bình nó làm hồ sĩ đảo. Với đảng Cộng sản Việt Nam lại nhớ hàng Trung Quốc lấy nhiều sĩ nơi đây giao dịch nơi đây này. Tế đâu, lê tường linh hàn phục hào mình đang bỏ hoại yên rạo nhập. Như giáo trong pháp trong Mỹ đôi đi. Như mạng một lần, lấy ký, cái phòng vận động. Dù nó như đoạn này lẻ với mãi, còn là nhiều càng lạc đi, còn nhiều bồ. Nạ buồn sang như bồ này, tôi có bồ có tội sự cực có bồ lũ. Nạ buồn sang như ui cào, Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, như vậy, như mạng cực ấy. Đã ui cào như là bồ tùy biệt, chúng ta cần lén một căn tùy nếu bởi tổng lãnh sự Trung Quốc. Bởi này, Việt Nam nó mà trụ sở mà. Nóng yêu là đã bị càng ngã như lệ. Nhiều bê, nhiều bê, nhiều bê, xong nhiều bê lại lại, nhiều kệ có thể nhiều. Đáng có sẵn. Quý nhiệm viên đã buồn sang nó Ukraine lại. Trung Quốc nhận cả nhiều. Bộ kiếm bạc. Nhú. Nó buồn sang Ukraine như không mẹ. Nhưng mà cứ. Thế bởi vậy. Nó buồn sang Pô dân như Pô ấy nè. Dân bạc như Pô ấy nắm như Ukraine. Bộ kẹt. Nhưng mà tùy mà cứ. Thế bởi vậy. Nó buồn sang đầy gà. Nó thấu đạo hoàng sản xuống sản. Nó thấu lận là đất Pô đứt mệt vã. Nó nhỉ. Nó thấu lận là đất Pô. Ukraine lận là đất Pô đứt như mà cứ. Nhưng mà cứ ta bây giờ đào Hoàng Sa Trường Sa đấy ú. Đào Hoàng Sa Trường Sa của bọn Yuan cơ. Nó nè. Nên từ lời tập của mình. Lê phê tuy bằng phê tập nhiên các lạ. Đà lệ đào Trung Quốc đào Hoàng Sa Trường Sa nợ ta mà. Xong là ta nợ ta. Tuy bằng phê dòng lịch sử như mỏ lệ. Nó nè. Vừa rồi lệ cầm ranh nhầm bạc. Cầm ranh nó lại đang tùm đùm đã lâu lúc Yuan cả tôn nâng ta cả bố hôn. Tôi bình dòng lịch sử như thâu. Bình dạ lại phiền đùm đi. Quay lấy tụi con dám nuôi lấy tụi lầu nên ra đây lại tụi cào là ta càng một lần là kẹt cái qua hai chân đến chưa kẹt tao bộ dược kẹt hàng đô thị từ nhũ nên hai này bình dân bắc thì dân nam hai này tua phù dân như khi sát đứt cả dân bắc lấy như càng gì dân nam như càng phơi cái bộ như phơi gật như phơi như càng lợi dụng e đôi càng một mạo phạm từ nhũ lấy thằng nhặt bia đỡ đạn từ nhũ nên được. Tớ đã ta buồn nhớ ốc qua hai chân vật vả. Lê trong tay chụp lạc tàu tùa đừng. Ngạ tàu tùa đừng. Ít ngay lên lăn chặt là em mò ngay em. Lê nhưng em bố kèng ơ ốc như giáo. Tớ trị thầy nhớ. Nhớ em không phụ hắn nhớ đừng. Thế em bẹ đã này đã bố. Dần như một là tùy chúng ta. Ta bố hắn này ta mạ bố qua hai chân. Lê trong tay hai chân mà bố kèng trộn bố dần ốc. Hắn này dần em bố lên Trung Quốc kèng ngã lên như này. Cấm. Bố trùy mạ can này đi ốc. Tớ đã làm một cái mong phần này một nhịp nắp là Trung Quốc thu tàu nhiều, lê vất nồng nọ nhiều, vất ở càn nhiều. Tớ nên đáp nhịp luật một nhịp nắp luật càng này Trung Quốc kẹo thay nhiều. Nhớ nó mày phải xem lăng bẹm nên tướng cực là dịch lên này, hàng lại đẩy với hoa, hàng lại dịch lên với hoa. Để khẳng định yêu sát chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. Một người dùng mạng tòa xét xử hôm 24 tháng 4, ông Dương Tuấn Ngọc đối mặt với cáo trạng nói rằng từ năm 2012 đến tháng 7 năm 2023, ông đã tạo ra 106 bài viết, 37 video clip có nội dung sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Nó là nào buồn sàng nhập bùi, doanh nhập bùi này, chi báo chí, vô mô thông qua nhớ, sai như lệ nào buồn nhớ, bố chi báo chí để xuyên tạc, bóp méo sự thật. Tớ đã mà lận là, càng hóa chi bộ mà mạnh là tớ đây như chồng như tay chi mà nên bộ mà chồng ô tuy có phù như tay có như chồng tiền một vả nhưng bạn như là lấy tài ông tâm như lệ cho nên lệ phù đi tài một tập phù ít tài một tập phù này tài như tay chơi tâm như nhưng ạ như là ông khai nó mới như là ông tài mà ông như lệ bởi như từ một lời sau ta đáng con săn Việt Nam này tôi xăm ta được
dân ấn lời này một niệm nạp bị bằng một vả bế ý thao lăng xem tăng dân này như rung lê dì kì nhập bộ bài đồng plạc đồng đây nhập bộ nó nạ buồn sang ta đoạn này là nằm mút qua là hạt nhu nằm bế ú nhu mạng ý là bia đỡ đạn ý thao mạng này lần chặt Việt Nam hẳn ấy nhập qua là nhập ní nó mạng nhạc hàn nhạc hàn lên như càng nhạc nhu mạng nạ buồn sang đề ra nó nằm như nèo bã đi quài đi lên nằm bộ plạc Trung Quốc nhạc bởi như thao lên lại để bây giờ như một thao ú hắn này bộ hội mượn lại cái lấy Trung Quốc tùm nhú hàng bồ bề lệnh cấm Việt Nam bồ đi nó mạng can hoàng sao trung sao từ ra nó mạng can nhưng bạn Trung Quốc sẽ nhạy nó hắn này nhờ mạng rim cho nạo buồn sáng để gà ra lại nhập đi nhập qua nhập riêng càng nhạy hàn nhiều nó mày loại rồi chứ cho nó thử nhận buồn sáng xem lăng Việt Nam hoặc Trung Quốc như rung prong mình đi nạp cất lời quậy à đi đã bán đi được rồi.